công điện số 13 cd bctt tkcn hồi 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chí huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Điện Bộ Chí huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, Thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, hồi 13 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão Nangay ở vào khoảng 12,2 độ vĩ Bắc, 126,9 độ kinh Đông, cách khu vực miền Trung Philippines khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, và cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 và cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Ngãi có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6 và cấp 7 biển động. Thực hiện công văn số 556 VPTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Để chủ động ứng phó bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, cán vụ hàng hải Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nội dung sau. 1. Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu thuyền, chủ động cấm tàu thuyền ra biển hoạt động khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. 2. Sử dụng tất cả các hệ thống thông tin liên lạc hiện có, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Nan gây, để chủ động các biện pháp ứng phó. Lưu ý các tàu thuyền còn đang hoạt động ở khu vực phía Bắc biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông cần phải di chuyển tránh trú ngay để đảm bảo an toàn. 3. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. 4 tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ký thay chánh văn phòng, phó chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Đức Thái đã ký